bắt đầu đầu tư vào thị trường coi thì chúng ta cần phải chuẩn bị những thứ gì thì trong cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu để chia sẻ với anh em một chút thì ở thời gian hiện tại á thì anh em cũng biết là cái trend về coi về đầu tư những cái tiền điện tử nó đang là một cái trend rất là mạnh và rất là nhiều người kiếm được tiền ở cái trường này một cách khá là đơn giản và cái trend tức là nó tăng tăng trưởng rất là mạnh cái khả năng x đôi x ba nó rất là cao thì uh, hiện tại có rất nhiều người đầu tư và nhất là những người như anh em mình đấy anh em tức là chúng chúng ta là dân bán hàng dân kinh doanh thì chúng ta sẽ có những khoản vốn mà chúng ta sẽ dành cho cái việc mà đầu tư ngắn hạn dài hạn đầu tư mạo hiểm thì chúng ta nên đầu tư vào cái kênh coi thì ở những cái bill trước là mình đã nói rồi các cái kênh chúng ta có thể đầu tư và tại sao lại nên đầu tư vào coi đúng không thế thì chúng ta cần phải chuẩn bị những cái gì để mà chúng ta bắt đầu nhảy với thị trường này. Đó là câu hỏi mà rất nhiều anh em hỏi mình. Bản chất chúng ta là dân kinh doanh, chúng ta không có dành về đầu tư liên quan đến tài chính như là chứng khoán, đất đai hoặc là coi củ nguyên tài tinh. Nên là lúc mà mới mà nhảy vào á thì chúng ta gặp rất là nhiều vấn đề không biết là không biết là cần bao nhiêu vốn này, nên chia vốn như thế nào này, nên 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 đầu tư ra làm sao để có lời này, đầu tư cái gì dễ nhất này, nhẹ đầu nhất này, đỡ mất thời gian nhất này. Chẳng hạn thế thì cái view hôm nay thì mình sẽ cùng trao đổi với anh em, chúng ta sẽ cùng có một cái như kiểu trò chuyện mình sẽ chia sẻ với em những kinh nghiệm bản thân mình ờ, thực tế là mình cũng đang thì đầu tư và vào cái thị trường coin này rồi và trước đó thì mình cũng đã đầu tư đã thua lỗ đã mất tiền đã có tiền Kể từ cái lúc mà lãi đến lúc mất hết tiền và lãi trở lại đầu tư trở lại thì mình đã trải qua khá nhiều thời gian rồi. Được ok ở trên này là mình liệt kê ra năm thứ năm thứ này là mình nghĩ là nó là thứ bao hàm và quan trọng nhất cái đầu tiên đó là thời gian Đấy. để mà anh em đầu tư được vào một cái bất kỳ một cái sân một cái sàn hay bất kỳ một cái điều gì anh em cũng có cần có thời gian đương nhiên là uh, sẽ có những thứ anh em mất nhiều thời gian và ít thời gian vẫn đơn giản nếu anh em đầu tư vào đất đai thì anh em phải đến thăm đất xem đất đúng không hoặc là nhờ các công ty môi giới anh em phải ngồi nghe nó chia sẻ về, về cái uh, miếng đất đó về cái khả năng sinh lời và đủ thứ trên đời đúng không phải có thời gian dành cho nó thì coi nó cũng như vậy anh em phải ngồi và anh em thậm chí đơn giản là anh em đọc bài này đọc tin tức này À, rồi là anh em xem các loại video này, xem các cái bài viết này để mới hiểu về nó. Anh em mới đầu dám đầu tư đúng không? Anh em mới có tầm nhìn về cái cái sản phẩm đó để anh em đầu tư được chứ nếu không là uh, thị trường nó rung lắc cái là anh em nhảy thuyền ngay. Thì nó đơn giản thôi là uh, anh em biết là cái thị trường nó tăng giảm rất là nhanh, một ngày có thể tăng x2 x3 chia 3 chia 2 là chuyện rất là bình thường. Và nếu anh em không có thời gian dành cho nó nghiên cứu nó kỹ càng thì cái chuyện mà anh em mất tiền là là rất là dễ dàng xảy ra thôi. Uh, cái tiếp theo nữa thì cùng với thời gian thì nó là là, là kiến thức chưa? cùng với thời gian nó chính là kiến thức. Thì kiến thức nó là cái gần như là 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 vô cùng quan trọng ở tất cả các lĩnh vực đấy. Đương nhiên là ngoài kiến thức ra thì còn có uh, kỹ năng, có kinh nghiệm, có mối quan hệ đúng không? Nhưng mà kiến thức thì nó là thứ gọi là nền tảng rồi. Thế thì khi mà anh em có một cái kiến thức tốt ở trong một cái thị trường thì giúp cho anh em đứng vững ở trên đó nhưng đơn giản là chúng ta là anh em chúng ta kinh doanh đúng không chúng ta đầu tư vào thị trường coi với mục đích là kiếm tiền có thể là lãi dòng hoặc dài hạn hoặc ngắn hạn thì thường là chúng ta sẽ nghĩ cái câu chuyện dài hạn tức là cứ mua xong đẻ vào đấy bao giờ tăng giá thì bán đúng không thế thì nhưng mà khi mà chúng ta không có kiến thức về cái đồng coi đó chúng ta không có kiến thức về cái sản phẩm đó thì chúng ta không thể nào nắm giữ được cái hệ thống niềm tin chúng ta không đủ lớn nói đơn giản thôi à, bây giờ chúng ta mà 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 mà, mua bit đi là mua biết coi đi chẳng hạn nhưng mà chúng ta không có kiến thức về nó chúng ta không có tầm nhìn của nó thì nó không biết là không biết bao nhiêu lâu nữa thì nên chốt lời biết tăng lên bao nhiêu thì chốt lời à, bây giờ đang tăng là hơn 60.000 đúng không thì tăng lên 100.000 đã phải là điểm chết lời um, chốt kế lời chưa hay là phải là 200.000 hay là thậm chí là 500 một triệu đô thì chúng ta mới chốt lời tức là chúng ta phải còn có kiến thức về nó thì đương nhiên nếu mà chúng ta không có kiến thức về nó thì nó chỉ cần rung lắc một tí thị trường nó đảo chiều nó xấu một tí tin tức nó xấu một tí là nhem thoát đầu tư coi ấy, nó không khác gì anh em đầu tư một cái công ty ở bên ngoài là cuộc đời chúng ta cả ngoài cuộc sống chúng ta cả ví dụ như đơn giản anh em đầu đầu tư vào công ty của mình Big Man Group và anh em không hiểu về bản thân mình anh em không có kiến thức về về ông nho là ai Big Man Group đó là cái gì thì khi mà anh em đầu tư vào chỗ mình á nó chỉ cần chỗ bên mình chỉ cần gặp khó khăn gặp cản trở cái là anh em exit đúng không anh em thoát anh em bán tháo thậm chí là chỗ mình chỉ cần tăng giá một chút cổ phiếu của bên mình sau này mình dụ mình làm cổ phiếu chẳng hạn đấy thì mình lên sàn thì anh em thấy là cổ phiếu tăng giá một tí là anh em đã chút lời và ao rồi anh em không đi giảm dự án anh em không biết là bởi vì ông nho này ông ấy mong muốn là cái công ty của ông nó sẽ là ở tầm bao nhiêu bao nhiêu tiền trị giá bao nhiêu tiền thế thì chúng ta sẽ không đi dài với dự án được thì mình thấy là cái kiến thức là cái vô cùng quan trọng nhưng mà những thứ rất đơn giản nó như là tạo tài khoản này nạp tiền rút tiền này mua bán trao đổi đó cũng là kiến thức và nếu chúng ta không có những điều này thì cái việc chúng ta mất tiền chúng ta bị scam bị lừa đảo bị bị làm sai làm lỗi ở trên thị trường này là mất tiền rất là bình thường mình đã từng mất hàng chục triệu thế là mua mất mất uh, gần hai nghìn từ cái việc là ngu người đó là chuyển nhầm chuyển nhầm địa chỉ ví là chúng ta mất ngay thị trường này nó không có chỗ nào đòi cả tại vì nó nó phi tập trung mà nó ẩn danh mà chúng ta không biết đâu mà đòi cả thì kiến thức là thứ vô cùng quan trọng tiếp theo là vốn 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 tức là chúng ta sẽ làm cái gì vậy thôi cần vốn tại vì đây là đầu tư mà nó sẽ dùng khoản vốn bao nhiêu để đầu tư vào đây thì khoản vốn bao nhiêu á thì nó liên quan đến cái mục tiêu tài chính của anh em anh em tính là sẽ kiếm bao nhiêu tiền từ cái này thì mình khuyên có một lời khuyên đối với anh em đó là chúng ta hãy đầu tư hãy đầu tư bằng số tiền chúng ta nhàn rỗi và chúng ta sẵn sàng mất trắng đấy ví dụ như mình chẳng hạn mình là, mình hiện tại đang đầu tư là 2.000 mỗi một tháng mỗi tháng mình sẽ bỏ ra 2.000 và mình sẵn sàng mất trắng luôn được coi như là một trò chơi coi như là đen coi như là một sổ số, số thế thì đương nhiên là trong đầu mình tâm lý nó rất là thoải mái đương nhiên là nói là nói thế thôi chứ không phải là cầm tiền ném vào sổ hoặc là đầu tư bừa bãi đầu tư không kiến thức nha mình tức là mình mình rất là thoải mái về tư duy tức là nếu không có khoản tiền này thì cái công việc cái công ty mình cũng hoạt động bình thường gia đình mình vẫn yên ấm nếu vụ thế đúng không một tháng không có hai nghìn này cũng không chết được đấy thì đó gọi là số tiền sẵn sàng bị mất hoặc là nhàn rỗi thì em có thể là dùng đó để đầu tư đối với bản thân mình thì mình sẽ dùng tầm 10% phần trăm nếu mươi phần trăm là tha hồ anh em thể là quẩy nát người thôi được tháng sau lại kiếm tiếp đúng không thế thì anh em phải còn chuẩn bị một cái khoản vốn và liên quan đến mục tiêu chẳng hạn như bây giờ anh em kiếm muốn kiếm 100 triệu một tháng từ cái thị trường crypto này thì đương nhiên cái vốn nó phải là bao nhiêu đúng không và khi mà cái vốn này anh em càng lớn á, thì cái rủi ro của anh em nó càng thấp đấy và nó liên quan đến mục tiêu nó chẳng hạn như bây giờ nhá mình lấy một cái ví dụ đơn giản đó là anh em có 10.000 và anh em muốn là một tháng anh em kiếm được 10.000 tức là x2 trong vòng một tháng thì đương nhiên với số vốn đó với cái mục tiêu là x2 ấy, thì cái độ rủi ro nó phải cao anh em phải chơi những cái con mà có rủi ro cao những con coi mà nó nó là là là, là, là những coi rác hả? hoặc là ôn coi chẳng hạn thế thì hoặc là những con ICO thì nó mới có, có khả năng tăng trưởng như vậy chứ còn nếu mà chơi bit hay này kia thì không thể nào mà đương nhiên là vẫn sẽ có thị trường này nó rất là điên rồ mà thế nhưng mà cái khả năng để x hai thì nó sẽ thấp rất là thấp thế thì nó liên quan đến vốn và mục tiêu thì mình khuyên anh em là cần phải chuẩn bị hai thứ này tức là mình phải chuẩn bị vốn này chúng ta cần phải chuẩn bị mục tiêu này vốn này vốn này thì nó liên quan cả thêm một cái phần nữa đó là dòng tiền đương nhiên là anh em phải có tiền để sinh hoạt để sinh sống thế nhưng có dòng tiền ổn định hàng tháng thì mới có thể đầu tư đây được Đấy, sự chuẩn bị đó là như vậy chẳng hạn anh em phải có một cái mô hình kinh doanh nó ổn định rồi thì anh em có thể đầu tư vào đây được mà nó thì nó vẫn có cái dòng tiền ổn định cho anh em sinh hoạt hàng ngoài nuôi sống vợ con nuôi sống nuôi anh em trong công ty công ty vẫn phát triển bình thường thì thì đầu tư được đấy là sự chuẩn bị và cái cuối cùng mình muốn chia sẻ với anh em đó là công cụ đúng không chúng ta có chúng ta có tư duy chúng ta có kiến thức thì chúng ta cần phải có công cụ nữa mới đi nhanh mới đi dài được công cụ là gì công cụ không phải là đơn giản chỉ là cái máy tính không phải là chỉ là cái cuốc cái sẻng nó công cụ rất là nhiều thứ đơn giản là anh em tham gia vào một nhóm người Ví dụ như mình tham gia cái nhóm đó là chơi con Sài Gòn Đó là một cái công cụ để giúp mình đi nhanh hơn trong cái thị trường này Có con coi nào nhem hú, có cái con nào ngon, ICO nào ngon Có cái gì có thể mua mà sinh lời được anh em bảo Thì đó là cái công cụ để giúp mình đạt được cái mục tiêu nó nhanh hơn, nó dễ dàng hơn Công cụ cũng có thể nó sẽ là máy tính, nó là thiết bị, nó là nó là điện thoại Đấy, Nhưng có một con điện thoại ngon thì ra vào thoát mọi thứ dùng nó nhanh Thì nó sẽ giúp anh em dễ dàng thuận tiện hơn công cụ nó là tất cả những cái phần mềm là những cái uh, nền tảng là những cái đấy là cái những cái kiểu như vậy à, để giúp anh em đi nhanh hơn đấy rồi là uh, những cái công cụ để hỗ trợ anh em phân tích cũng như là những cái phần mềm như là đinh view chẳng hạn thế thì đấy là những cái công cụ để giúp anh em thì anh em cần phải tìm hiểu thêm về các cái công cụ nữa thì đó là những thứ mà mình nghĩ là năm thứ này là thứ vô cùng quan trọng đương nhiên là sẽ còn rất là nhiều các yếu tố khác để anh em thành công ở trong cái thị trường crypto này có thể kiếm được tiền dù ít dù nhiều nhưng nó sẽ là những cái mà mình cảm thấy nó là căn bản cơ bản nhất và chúng ta cần phải chuẩn bị để bước bắt đầu bước chân vào thì có thể là ở những video tiếp theo hôm trước có rất là nhiều bạn đề xuất mình là à ông ơi bọn tôi cũng là dân dân mà giống như ông tức là dân kinh doanh và bọn tôi cũng rất là muốn đầu tư vào cái thị trường này thì ông làm cái video hướng dẫn bọn tôi từ a đến z thế thì ok ở những cái video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn những thứ rất là đơn giản cũng như là À, về à, kiến thức đúng không thì sẽ là kỹ năng cũng như là tạo sàn này mua bán này Đó rất là đơn giản vậy thôi kỹ năng quản lý vốn này kỹ năng sát mục tiêu này mục tiêu thế nào là là ok mục tiêu thế nào là ngắn hạn dài hạn đúng không tầm nhìn sẽ là như nào rồi những cái bộ công cụ nào hỗ trợ anh em đi nhanh hơn thì chắc chắn là trong cái video tiếp theo thì mình sẽ dành thời gian để chia sẻ dần với lại anh em nhá. Yeah. Ok, thì anh em nào quan tâm đến vấn đề chơi coi hay là kinh doanh bán hàng trên uh, internet như là Shopee hay là Facebook này kia thì anh em thể là uh, nhắn tin cho mình thì mình có thể support cho anh em được. Ví dụ những cái gì mà mình biết thì mình có thể chia sẻ uh, cùng với anh em được nhá. Yeah. Ok. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.